Ừ, đúng không ạ? À, đây là những cái thông tin cá nhân của tôi, à, số điện thoại, email, Facebook, rồi thì kênh YouTube, vân vân. Và thế thì nói về chạy quảng cáo Facebook tin nhắn thì chúng ta sẽ nói về những vấn đề gì? À, thứ nhất là trông nó sẽ như thế nào, và thứ hai thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo sản phẩm gì, và thứ ba là thao tác và tối ưu nó. Thế thì đầu tiên thì trông cái nền tảng quảng cáo Facebook dạng Messenger Ad ở đây là như nào? Thì chúng ta nhìn thấy Facebook hiện nay đang cung cấp hai dạng, là dạng tin nhắn tài trợ như thế này, khi chúng ta nhấp vào nó sẽ ra trông như thế này, đúng không ạ? Đó, thì đây là chúng ta đang nhìn thấy. Và thứ hai là chúng ta sẽ hiển thị dạng là các cái tin nhắn tài trợ, tin nhắn quảng cáo ở trong cái trình quản lý quảng cáo. Thế thì thứ hai là chúng ta sẽ bán cái sản phẩm gì thì chúng ta nên chạy. Thế thì thực ra là nó cũng không có cái giới hạn hay là cái quy định là sản phẩm gì thì mới được chạy và sản phẩm gì thì không được chạy. Nhưng mà nhìn chung những cái sản phẩm mà có giá trị cao, hoặc là những sản phẩm hướng tới việc tư vấn, hướng tới các cái vấn đề về sức khỏe cá nhân thì các bạn có thể nên chạy. Ví dụ như là các cái chương trình đào tạo, các chương trình tư vấn, sản phẩm về thực phẩm chức năng, sản phẩm về thuốc, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đẹp, hoặc là nhà cửa vân vân. Chúng ta có thể quan tâm đến những sản phẩm như vậy. Những sản phẩm đòi hỏi là phải tư vấn, tỷ lệ chuyển đổi thấp và giá trị cao, các bạn cũng có thể chạy. Như vậy rất là tốt. Thì sang phần thứ ba này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thao tác. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào phần tài khoản trình quản lý quảng cáo của mình. Trong phần chiến dịch thì chúng ta sẽ chọn mục tiêu là tin nhắn, chọn mục tiêu là tin nhắn, các bạn nhìn thấy đây đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta cũng đặt tên chiến dịch. Ví dụ như là tôi đặt tên chiến dịch là PA Marketing.vn, tôi ví dụ như vậy. Bạn có thể sử dụng cái tính năng tạo thử nghiệm phân tách hoặc là tính năng tối ưu hóa ngân sách. Vâng, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể bật cái tính năng này. Vâng, chúng ta đặt cái ngân sách hàng ngày 500 ngàn. Vâng, và chúng ta sẽ để chi phí thấp nhất, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta để chế độ auto, tức là chọn tự động cũng được. Tiếp tục. Sau đó thì sang phần nhóm quảng cáo, nhìn bên tay trái này chúng ta sẽ thấy là sang phần nhóm quảng cáo. Chúng ta sẽ đặt tên nhóm. Chúng ta có thể đặt tên nhóm, ví dụ như là chúng ta chạy quảng cáo ở khu vực Hà Nội. Khách hàng của chúng ta là từ 25 cho đến khoảng 40 tuổi. Và tôi đặt tên nhóm quảng cáo như vậy. Thế thì trong phần tin nhắn thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai phần, là chọn loại quảng cáo sẽ chuyển hướng mọi người đến Messenger. Thì cái phần này thì cũng như tôi đã nói là nó có hai loại, đúng không ạ? Thứ nhất là nhấp để mở Messenger, và thứ hai là tin nhắn được tài trợ. Đó, thì chúng ta sẽ thấy tùy từng cái loại chúng ta sẽ được chọn là nhấp hoặc là gửi tin nhắn được tài trợ. Thì hai cái loại này nó sẽ khác nhau như thế nào? Cái loại thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là tin nhắn khi mà chúng ta vào phần Messenger chúng ta sẽ nhìn thấy quảng cáo. Còn cái thứ hai nữa là người ta sẽ gửi dạng tin nhắn giống như là người ta gửi SMS, thì đây người ta sẽ gửi tin nhắn vào trong cái phần inbox chat của chúng ta. Đó, thì cái phần này là chúng ta sẽ chỉ xử được cho những cái tài khoản mà đã tương tác với fanpage của chúng ta thôi. Được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta cũng sẽ xác định đối tượng như bình thường, đúng không ạ? Chúng ta cũng chọn tạo mới hoặc là sử dụng đối tượng đã lưu. Có rất là nhiều các cái đối tượng ở đây. Chúng ta có thể chọn. Đó, thì cái này là lưu rồi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tạo mới đi, hoặc là chúng ta cũng chọn các đối tượng tùy chỉnh đi, đúng không ạ? Thì cái phần này tôi cũng đã hướng dẫn trong bộ series video Facebook Marketing by Phan Anh rất là chi tiết rồi. Thì chúng ta sẽ chọn vị trí, ở đây thì chúng ta có thể chọn Hà Nội. Cái việc là chúng ta chọn ở đâu thì chúng ta sẽ phân tích khách hàng chúng ta muốn chạy, thị trường chúng ta muốn chạy. Chúng ta xác định khách hàng mục tiêu, tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, những cái nhắm mục tiêu chi tiết và những cái nhắm mục tiêu loại trừ. Cái phần này thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ trong các cái video khác rồi, thì các bạn vui lòng xem thêm nhé. Ví dụ như là chúng ta chọn nhân khẩu học, học vấn, trình độ học vấn, đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn các cái sự kiện trong đời. Đó. Và chúng ta cũng có thể chọn là chế độ cha mẹ, và chúng ta cũng có thể chọn các mối quan hệ, tình trạng quan hệ, vân vân, đúng không ạ? Công việc, nhà tuyển dụng, ngành nghề, chức danh, chúng ta có thể chọn được hết. Sở thích, chúng ta cũng có thể chọn rất nhiều các loại sở thích như đây, đúng không ạ? Hành vi,
Chúng ta có thể có các nhóm hành vi như là mobile device user. Trong cái nhóm này chúng ta có thể chọn các cái thiết bị di động theo thương hiệu. Trong nhóm du lịch chúng ta cũng để chọn nhóm hoạt động số. Có rất là nhiều các cái tiêu chí rất là hay, đúng không ạ? Tiêu chí rất là hay. Nhắm chọn đến Facebook page admin, những người mà sở hữu các loại page, hệ điều hành như là Mac OS X, đúng không ạ? Đây là cái hệ điều hành mà tôi đang sử dụng, đúng không? Thì khi các bạn chạy Facebook như vậy thì các bạn chọn đến những người mà đang sử dụng thiết bị Mac để mà truy cập vào Facebook, là những người mà sử dụng các thiết bị tương đối là đắt tiền, đúng không ạ? Vân vân, rất nhiều. Rồi hành vi mua hàng, chúng ta có thể chọn những người đã tương tác mua hàng, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Các cái hạng mục khác như là API hoặc là quan tâm sự kiện, mối quan hệ đa văn hóa, ngoại kiều, rất nhiều quốc gia, đúng không ạ? Rất nhiều quốc gia. Hoặc là ngày kỷ niệm, người dùng thiết bị di động, chúng ta có thể tối ưu vào từng thiết bị di động theo hệ điều hành, theo thương hiệu, rất nhiều thương hiệu ở đây, theo thiết bị và mới sử dụng hay là đã sử dụng lâu rồi. Cái này cũng thể hiện cái thu nhập của họ. Cái này cũng thể hiện cái thu nhập của họ. Phân loại người dùng thì cái này có vẻ không liên quan đến thị trường Việt Nam lắm. Tương tự như vậy, các bạn cũng có thể loại trừ. Hoặc là nếu mà các bạn chạy một cái gì đó các bạn chưa biết làm thì các bạn có thể bấm nút đề xuất, thì Facebook sẽ đề xuất cho mình những cái này và mình có thể chọn theo. Sau đó thì chúng ta sẽ nhắm chọn, chúng ta tiếp tục, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta không nhắm chọn gì, chúng ta bỏ trống, tức là chúng ta chọn tất cả, thì cái số người tiếp cận tiềm năng của chúng ta sẽ rất là rộng, đúng không ạ? Nhìn bên tay phải là khoảng 7,8 triệu. Vâng, cho nhóm từ Hà Nội từ 25 cho đến 40 thì sẽ thu hẹp lại một chút. Vâng, chúng ta sẽ xem còn bao nhiêu. 25 cho đến 40 còn khoảng 3,9 triệu, đúng không ạ? Vâng, tôi giả sử tôi chạy váy cho nữ thì lúc này nó sẽ còn khoảng 1,8 triệu. 1,8 triệu. Vâng, tôi sẽ chọn đề xuất, rất nhiều các cái đề xuất đây. Nếu mà tôi chọn những cái này thì cái số lượng nó sẽ giảm, sau đó nó sẽ tăng dần dựa vào trên những cái tiêu chí mà tôi chọn, đúng không ạ? Dưới 1,000 fashion dress, mua sắm váy liền thân, vân vân. Tôi sẽ chọn rất nhiều. Thì bắt đầu là cái cột này nó bắt đầu tăng lên 1,4 triệu. Vâng, tôi nghĩ như thế vậy ok rồi. Tôi có thể chạy loại trừ những người đã thích trang của tôi để giảm tiền, đúng không ạ? Tức là tiền của tôi sẽ không chạy đến những người đã thích trang. Vâng. Sau đó thì chúng tôi có thể chọn vị trí quảng cáo. Trong trường hợp này thì tôi có thể chọn tự động. Còn nếu mà chỉnh sửa thì Facebook nó cũng đã chọn là cái phần nguồn cấp này. Instagram tôi cũng có thể bỏ qua, đúng không ạ? Vâng. Và đây lúc này thì tôi sẽ chọn phần Messenger là phần hộp thư. Đấy, chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Là nó trông như thế nào, bên tay phải đây nó chụp cho chúng ta xem rồi. Tôi cũng vừa cho các bạn xem rồi. Thế còn cái phần sponsor message này thì nó không hiển thị, cái này chúng ta sẽ chạy trong một chiến dịch khác. Vâng. Và chúng ta cũng có thể lên lịch chạy là chạy liên tục hoặc là chạy đặt ngày bắt đầu và kết thúc tùy chúng ta muốn. Ví dụ tôi sẽ chạy chiến dịch này trong 3 ngày. Và hôm nay là ngày 11 tháng 9. Trong 3 ngày thì nó sẽ đây ạ, ngày 11 tháng 9, 12, 13, 14 và đó, tôi giả sử như vậy. Mỗi ngày tôi đặt 500.000, đúng không? Các bạn nhìn thấy rồi. Tôi sẽ tối ưu quảng cáo và phân phối quảng cáo theo phản hồi. Bởi vì lúc này tôi đang chạy cái lượt mà người ta click vào cái quảng cáo của tôi trên Messenger. Và chiến lược giá thầu của tôi là chi phí thấp nhất và tính giá theo lượt hiển thị. Nó không tính theo tương tác nữa. Vâng, thì tôi sẽ tóm tắt lại cái trong cái phần nhóm quảng cáo này là dạng tin nhắn, đối tượng là Hà Nội, nữ, tuổi từ 25 đến 40, vị trí quảng cáo là tôi chọn bảng tin và Messenger, đúng không ạ? Lịch chạy thì tôi đặt 3 ngày. Vâng, ngân sách tôi đặt 500.000 với các cái tối ưu như này. Sau đó thì tôi sẽ sang đến phần thứ ba là phần quảng cáo. Và lúc này thì tôi sẽ phải làm nhận diện, định dạng phương tiện và tôi thiết lập. Thì đối với cái tính năng này thì tôi Facebook cung cấp cho tôi đấy là chúng ta có thể là chọn cái định dạng là 4 định dạng. Một là dạng định dạng quay vòng,
carousel đúng không ạ? Chọn nhiều ảnh, tối thiểu 2, tối đa 10, hoặc là một ảnh. Đấy, một ảnh, nhưng mà chúng ta có thể chọn 6 hình ảnh để nó sẽ đổi đi đổi lại, hoặc là chọn một video, hoặc là chọn bản trình chiếu dạng slide phim. Thì bạn có quyền chọn một trong bốn cái này, và mỗi một chiến dịch thì bạn có thể chọn một định dạng khác nhau. Thì ở đây tôi sẽ chọn định dạng video, và tôi đã up sẵn lên đây một cái video rồi để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Cái video này tôi làm cho khách hàng ở cái đơn vị chạy cái sản phẩm mà đầm, váy đầm công sở. Đó, thì văn bản tôi cũng soạn sẵn đây rồi, đúng không ạ? Văn bản này thì tôi cũng chia sẻ thêm một chút là tôi cũng đã nghiên cứu và chạy rất là nhiều rồi, thì tôi phát hiện ra rằng là cái từ sale up, cái từ sale ấy, cái từ giảm giá ấy, là cái từ mà khách hàng rất là thích. Và đối với cái đầm công sở giá rẻ nó chỉ khoảng độ 220.000 cho đến 250.000 cho một sản phẩm như này, thì họ quan tâm nhất đến chương trình khuyến mại giảm giá, và họ sẽ, mình sẽ kích thích họ comment bằng cách là mình sẽ nhắc họ, đúng không ạ, là giảm giá này, thời gian này có hạn này, số lượng có hạn này. Đấy, hoặc là mình sẽ yêu cầu họ để lại số điện thoại, hoặc là để lại chiều cao cân nặng, đúng không ạ, để lại chiều cao cân nặng để được tư vấn. Đấy. Thế thì như vậy khi họ đọc thì họ sẽ thả comment số điện thoại hoặc inbox số điện thoại, hoặc là họ sẽ nói là chị cao 1m6, nặng 50kg thì mặc size gì. Như vậy mình sẽ kích thích được cái tương tác, cái comment, cái bình luận, thì cái giá thầu nó sẽ rẻ. Đấy. Thế mình sẽ làm đây, là kết nối cho Messenger đây, để chúng ta sẽ nhìn thấy, đúng không ạ? Gửi tin nhắn đây, cái giao diện bên phải chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này. Và tiêu đề thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Click mua hàng ngay, sale 60%. Ok. Các bạn đã thấy tuyệt vời không ạ? Và cái này là cái video, khi người ta bấm vào người ta sẽ xem cái video, và người ta bấm vào đây người ta sẽ xem gửi tin nhắn. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập một cái mẫu Messenger. Mẫu Messenger ở đây chính là cái mẫu mà chúng ta có thể hiểu đấy, tạm gọi là chúng ta có thể gọi đấy là chatbot này, hoặc là automesis, hoặc là automation marketing, chúng ta có thể gọi như nào cũng được. Đấy, và chúng ta thiết lập ví dụ như là chào bạn, đúng không ạ? Cái này nó sẽ tự động, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn, hãy gọi số điện thoại này, hãy để lại số điện thoại, hãy để lại chiều cao cân nặng, đúng không ạ, size bạn mong muốn, hay bạn chọn mẫu nào, vân vân. Thì chúng ta thiết lập những cái mẫu như này, chúng ta có quyền chỉnh sửa. Ở trong này nó có cho chúng ta chỉnh sửa một số mẫu, đấy, tên họ đầy đủ, đúng không ạ? Chúng ta vẫn còn một số ký tự đây, nó còn dư 47, 45, 54. Đây là số ký tự mà chúng ta có thể được đánh. Thì cái phần này các bạn có thể xem thêm cái video tôi hướng dẫn về chatbot, tôi sử dụng công cụ Chatfuel hướng dẫn cho các bạn làm. Thì cái mẫu này là mẫu Messenger, khi chúng ta bấm vào phát là nó sẽ chạy ra tự động, và họ bấm vào những cái phần này thì nó sẽ ra các câu trả lời, đúng không ạ? Nó sẽ ra các câu trả lời. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chat với khách hàng. Chúng ta chọn cái câu trả lời nào cho nó phù hợp, đúng không ạ? Vâng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bấm xác nhận và chúng ta chạy quảng cáo. Cái nút màu xanh lá cây xác nhận ở đây thì chúng ta sẽ chọn quảng cáo. Tôi sẽ không bấm xác nhận bởi vì đây là trình quản lý quảng cáo và chạy thật đấy ạ. Nếu mà tôi bấm xác nhận là sẽ chạy thật, nên là tôi sẽ không bấm cho các bạn xem, bởi vì tài khoản quảng cáo và fanpage quảng cáo là tôi đang chạy cho khách hàng là đang chạy thật. Và thì tôi vừa kết luận với các bạn một chút, là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái chiến dịch chạy dạng là tin nhắn, đúng không ạ, chạy dạng tin nhắn. Cái hiển thị của họ là sẽ hiển thị ở trên cái thiết bị di động, và dạng là dạng tin nhắn Messenger như chúng ta đang nhìn thấy ở đây, nó sẽ trông như thế này. Và khi họ bấm vào thì nó sẽ ra một số các cái tin nhắn, hoặc là họ có thể truy cập vào website, hoặc là truy cập vào fanpage, đúng không ạ? Vâng, nếu như các bạn có bất kỳ cái yêu cầu hoặc là cái thắc mắc nào, trao đổi về tư vấn, về quảng cáo, về chiến lược, về kinh doanh, về bán hàng, hoặc là những cái update của Facebook Marketing cũng như các công cụ khác,
thì các bạn có thể liên hệ với tôi, đúng không ạ, để được tư vấn và hỗ trợ tốt hơn. Tôi sẽ tiếp tục update các cái video tiếp tục nữa để cho nó cái chương trình Facebook Marketing của tôi càng ngày càng hoàn thiện và có tính cập nhật cao, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn vào trong các cái bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.